Ếch mà cũng tập gym sao? Một người đã phát hiện ra một con ếch có cơ bụng 6 múi và khuôn ngực rất nở nang, trông giống như các gamer vậy. Cảm thấy rất thích thú về con ếch này, nên anh ta đã quyết định chiên xả ớt lên thử xem nó như thế nào. Con người đứng đầu chuỗi thức ăn, vậy nên cái gì họ cũng nghĩ xem ăn được không.